xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tam Linh Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một câu chuyện. Mất tất cả vì lỡ lái máy bay và giả. Tôi đã phải chán nản vì mất tất cả, mất vợ, mất bạn bè, người thân, hai bên nội ngoại khinh thường, chẳng thèm nhìn đến nửa con mắt. Tôi 36 tuổi, ly hôn 7 năm, hiện sống cùng bạn gái mới kém tôi 3 tuổi, đã được hơn 6 năm. Thời sinh viên, quen bạn gái cũ 6 năm, sau đó chúng tôi kết hôn được 2 năm. Tôi bị dính vào mối tình với người đàn bà nhiều tuổi hơn, đã có gia đình. Thật ra tôi bị người đàn bà này dụ dỗ, quyến rũ và lừa vào chồng một cách hết sức tinh vi và quỷ quyệt. Lấy cớ này nọ nhờ giúp đỡ, gọi tôi đến nhà những lúc vắng chồng con, dụ dỗ tôi ngoại tình. Xin mọi người đừng vội lên án tôi. Thử nghĩ thêm, một thanh niên đến nhà người đàn bà ăn mặc khiêu gợi và lăn xả vào, ai cầm lòng được đây? Tôi cũng không thể tránh nổi cám dỗ của bà ta và phản bội vợ cũ. Bà ta rất chiều chuộng, hứa hẹn sẽ cho tôi quyền lợi này nọ, nhất là yêu tôi say đắm, có thể bỏ hết gia đình vì tôi. Lúc đầu thật ra tôi cũng không muốn phản bội và lừa dối vợ, nhưng lỡ một vài lần bị cho vào chồng và lén lút quan hệ rồi, tôi không sao dứt ra nổi. Được vài tháng vợ tôi phát hiện đòi ly hôn. Bà ta hứa hẹn sẽ bỏ chồng theo tôi chung sống và mang nhiều của cải tài sản đem theo, với điều kiện tôi ly hôn vợ. Đúng ra tôi không muốn ly hôn, nhưng vợ tôi không tha thứ, nên vì sĩ diện tôi cũng chấp nhận. Tuy nhiên tôi vẫn bị bà ta lợi dụng vì hứa hẹn, nhưng chẳng bỏ chồng và bỏ con cái. Tôi chán nản vì mất tất cả, mất vợ, mất bạn bè, người thân hai bên nội ngoại khinh miệt, chẳng thèm nhìn đến nửa con mắt. Rồi tôi quen được bạn gái mới. Kể từ đó bà ta cũng chẳng buông tha. Lúc đầu nghĩ mình đã mất gia đình bởi người đàn bà này, nay đâu còn gì để mất nữa. Do đó lâu lâu tôi lén quan hệ xem bà ta thật sự còn muốn kéo dài chuyện tình cảm này để làm gì. Giờ mới thấy lòng dạ đàn bà thật quỷ quyệt và hiểm ngầm. Bà ta lợi dụng tôi cả về tình cảm và tình dục suốt bao nhiêu năm nay. Gần đây tôi có ý định làm đám cưới với bạn gái, muốn chấm dứt cuộc tình tội lỗi lén lút đó, nhưng bà ta không muốn chia tay. Bà ta hăm dọa sẽ cho bạn gái tôi biết rõ mọi chuyện nếu tôi chấm dứt với bà ta. Tôi chắc chắn nếu bạn gái tôi biết chuyện này sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua cho tôi ngay. Bởi tôi không phải lừa dối và phản bội một vài lần mà nhiều lần trong nhiều năm nay. Các bạn hãy cho chàng trai ở câu chuyện này một lời khuyên xem anh ta sẽ phải làm gì. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến kênh, xin vui lòng hãy like và bấm đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho kênh nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại.